Cô cứ nói điều kiện đi. Vâng, tôi cần hai trọng tài. Vâng, xin mời một trọng tài bên đây. Bên này sẽ giúp tôi một trọng tài. Vâng, mời thầy. Hai trọng tài sẽ giúp tôi làm nhiệm vụ quan sát. Vâng, đứng ở đâu để quan sát được cho kỹ thì quan sát ạ. Em bên cao sao nhìn sao ấy? Trọng tài có lẽ là đứng trên đây nhìn cho nó kỹ ạ. Và đề nghị tất cả mọi người đứng dậy để nhìn quan sát. Vâng, đề nghị mọi người đứng dậy.